Quan niệm của em thì đã khi để vô rồi á, nếu mà có rách á thì mình vá chứ đừng bỏ. Lý do tại sao mình chia tay? Bạn ấy qua đời. Lâu dài ở đây tức nghĩa là mình có thể gắn kết với nhau không phải là khoảng thời gian 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, mà quan trọng là mình luôn tồn tại trong trái tim của người đó. Và chúng ta sẽ gặp ngay cặp đôi hẹn hò ngày hôm nay trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Rồi bạn trai đợi từ từ một xíu, ra mời bạn gái mình vào nha. Đây, hôm nay một người bạn rất đặc biệt. Ngồi vào ghế đi cưng. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rất là dễ thương. Bây giờ mình chỉ còn cách nhau một cái cửa trái tim thôi. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu thật lớn cho tất cả mọi người nghe những cái thông tin cá nhân của mình. Dạ, em chào chị Cát Tiên. Em chào chương trình, em chào bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Anh Trung Hiếu thì em sinh năm 93. Hiện tại thì em đang có một quán trà sữa ở Bình Dương và em đang ở Bình Dương luôn. Ở Bình Dương luôn? Dạ. Quê Bình Dương luôn hả cưng? Không, em quê ở miền Tây, em ở Tiền Giang chị. Quê Tiền Giang, miền Tây rồi lên Bình Dương. Ủa sao mà lên tới Bình Dương vậy? Dạ, trong cuộc sống này cũng có nhiều sự thay đổi đó. Cho nên là mình phải đổi thai phải không? Dạ đúng rồi chị. Lên Bình Dương sống được bao lâu rồi? Em sống được gần 2 năm chị. Trước đó thì em ở thành phố. Em là nhân viên của điện máy xanh đó. Rồi em chuyển về Bình Dương. Bây giờ là đang ở Bình Dương. Trà sữa là em mở luôn hả? Dạ đúng rồi, em tự mở chị. Có người phụ không? Có nhân viên không? Dạ không chị. Bán một mình? Dạ đúng rồi. Bán đắt không? Dạ bán cũng tạm chị. Trời ơi, biết vậy tôi dặn bữa nay lên đem cho tôi mấy ly trà sữa rồi. Tôi mê uống trà sữa lắm luôn á. Dạ. Rồi còn em? Em tên là Nguyễn Văn Thiên Trí. Hiện em sinh năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi vậy hiện giờ là Trí đang làm công việc gì? Hiện tại thì em đang làm quản lý cho trung tâm chuyên nói mi và đào tạo mi. Nối mi và đào tạo mi. Mà cái chỗ em làm nối mi đó là sao? Em cùng với một bạn nữa thì hai em kết hợp lại cùng hợp tác làm ăn. Vậy ha, cũng giỏi, bạn nào cũng giỏi hết. Nói với chị Tường bộ mi nha. Dạo này chị Tường bị dị ứng, không có gắn lông mi giả được. Dạ, nếu mà chị thích thì chị cứ đến 639A Âu Cơ, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Hay lắm, quảng cáo ghê ha. Được rồi, cảm ơn em, chị sẽ đến. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết làm bánh. Nói chung là những cái vật dụng handmade hoặc là nấu ăn bữa gia đình thì em làm được. Em là một người nhiệt tình, vui vẻ, cũng như sống vì mọi người nhiều hơn là sống cho mình. Dạ. Còn điểm yếu của em là do là mình sống tình cảm nhiều quá nên đôi lúc mình cũng tin người. Đi gạt chưa? Gạt tiền thì có chứ còn gạt tình thì... Gạt tiền thì có. Cũng có. Thôi rút kinh nghiệm, mình có thất bại mình mới thành công ha. Dạ. Cũng còn trẻ mà lo gì. Mặt mày đẹp trai sáng sủa quá trời, chắc tiệm trà sữa đắt lắm phải không? Dạ, em bán cho học sinh chị, cũng lai rai. Lai rai. Còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hợp tác với mọi người. Còn điểm yếu của em là bị khùng mà nói. Bị khùng là sao? Khùng cỡ nào? Khùng như thế nào? Mọi người xung quanh thì thường hay nhận xét á. Thì em lúc nào cũng mang lại đến niềm vui cho mọi người. Và lúc nào cái tinh thần của em cũng lạc quan thì mọi người thường hay đặt em là hơi bị tửng chút xíu. Mà em thấy em có tửng không? Tùy lúc mà chị. Trời ơi, vậy là cũng có lúc tửng hả? Thí dụ lúc nào là tửng? Dạ khi mà áp lực công việc nhiều quá thì đôi lúc thì em cũng muốn bùng xõa. Áp lực là ví dụ áp lực gì? Công việc em làm cũng ví dụ giống như là nhiều khi kinh doanh của mình thì mình cũng phải nghĩ về phần target và ở những cái phần mà có lợi và tốt và mặt xấu đối với bản thân của mình. Thế em đã come out với gia đình mình chưa? Dạ hiện tại thì chưa chị. Chưa? Dạ. Mà đăng ký tham gia chương trình. Khoảng thời gian vừa qua thì em sống cho gia đình là nhiều rồi. Em cũng trải qua rất là nhiều năm để xác định bản thân mình rồi. Thì đến ngày hôm nay em nghĩ là mình phải sống cho mình thôi chứ... Em hiện tại đang sống với ai? Dạ em sống một mình chị. Ba mẹ em đâu? Ba mẹ em dưới quê. Quê ở dưới Tiền Giang á. Dạ đúng rồi. Đó rồi em có lường trước được cái việc là chương trình này phát sóng lên rồi gia đình em, ba mẹ rồi ở dưới quê đều biết. Em nghĩ thì ba mẹ em cũng như là nông dân nó cũng ít có xem á. Thì em cũng chuẩn bị tâm lý cũng như là chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch rồi. Kế hoạch làm sao? Dạ. Nói cho nghe thử coi. Nhà đông là... anh em không? Dạ hai anh em mà. Em trai hay em gái? Em trai chị. Rồi, hú hồn. Em trai kia có giống em không? Dạ không chị. Nó biết anh nó vậy không? Em nghĩ là chắc cũng chưa biết đâu. Không ai biết hết đúng không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là khi mà lên chương trình này thì em cũng xác định cho mình một cái tương lai đi lâu dài. Vì em cũng trải qua nhiều thứ rồi. Nhiều lúc em cứ tưởng mình là bị trầm cảm nữa đó. Chỉ có một mình với bốn bức tường thôi. Bạn bè thì đôi lúc thì em cũng có tính điên điên khùng khùng giống như bạn nha. Cũng như là mình buồn quá này mình cũng kiếm người này người kia mình
lấy cái niềm vui của người ta làm niềm vui cho mình thôi. Em đến chương trình hôm nay thì em cũng xác định và cũng mình cũng đưa ra một cái hướng đi cho tương lai nữa. Ví dụ ba mẹ em không xem nhưng mà bà con cô bác chòm xóm ví dụ vậy rồi biết rồi, ví dụ nói với ba mẹ em thì ba mẹ em sốc hay ba mẹ em không chấp nhận được, em có định là sẽ về gặp ba mẹ để mà trò chuyện trực tiếp giải thích cho ba mẹ hiểu về mình không? Dạ em cũng có định tới chuyện đó, nhưng mà trước tiên á là em phải tìm cho mình một cái người phù hợp đi cho một con đường dài, cũng như là một cái động lực cho em, cũng giống như là kéo em ra khỏi bóng tối như vậy đó chị. Chị thấy đâu có gì mà sao mà bi quan quá vậy cưng, mình còn trẻ mà. Lý do em bị stress là lý do gì? Em nghĩ tại sao em bị stress? Stress về cái gì? Stress về cái việc giới tính hay là stress về công việc hay là áp lực cuộc sống hay là stress về cái gì? Stress về giới tính chị. Thật ra thì Tường thấy á là hiện tại cộng đồng LGBT rất là mạnh. Yeah. Bây giờ cái chuyện này nó không còn là số ít, cũng không phải là mới mẻ, và cũng rất là nhiều bạn đã come out thành công. Cho nên chị nghĩ em không có gì phải áp lực cả. Chị hy vọng là sau cái chương trình này phát sóng thì sẽ có nhiều bạn trong cái giới của em, hoặc là những cái nhóm, những cái hội á, họ sẽ rủ em, mời em vào trong cái nhóm để có những cái hoạt động chia sẻ lành mạnh để cho em cảm thấy vui hơn. Chị thấy không có gì để phải bị stress hết nha. Nhưng mà lúc nào em phát hiện ra về giới tính của mình? Khi em tốt nghiệp ra trường em bắt đầu đi làm thì sao lên thành phố là cái mối tình đầu tiên của em là như thế nào? Mối tình đầu tiên của em là cũng như là mình yêu đơn phương á. Mà yêu bạn trai hay yêu bạn gái? Dạ bạn trai chị. Yêu bạn trai. Từ xưa giờ em có để ý thích một người bạn gái nào chưa? Hồi học cao đẳng thì cũng có. Mà có quen không hay là chỉ là không quen chị, em cũng kiểu như đơn phương thôi. Cũng thích đơn phương một bạn gái. Dạ. Nhưng mà về sau này thì em cũng mất khoảng 3 năm để mình xác định giới tính của mình. Rồi mình cứ lao đầu vào công việc thôi, cũng không có muốn nghĩ tới. Nhưng mà cái đột phá cái bước cuối cùng á, lý do tại sao em khẳng định em là cái giới tính như vậy? Thì em không có cảm giác với nữ. Không có cảm giác với nữ. Dạ. Rất là nhiều bạn nữ thích em nhưng mà em không có cảm giác đó. Có khi nào em bị nhầm lẫn không? Dạ không chị, em cũng mất rất là nhiều năm để xác định rồi. Thế em có xác định được em là top hay là bottom chưa? Dạ có chị. Em là gì? Top. Là top. Dạ. Và em đã có mối tình nào với bạn trai, một người bạn trai khác chưa? Dạ có rồi chị. Bao lâu mối tình nó như thế nào? Dạ là mối tình đầu là cái mối tình mà thật sự là em thay đổi rất là nhiều. Em quen từ hồi năm ngoái á. Lúc đó là em còn làm là nhân viên bán hàng của Thế Giới Di Động á. Nhưng mà sau khi quen bạn đó thì rất là nhiều kỷ niệm. Bạn đó cái tính là ham vui rồi lăng nhăng. Thực sự mà nói là nó để lại cho em một cái nỗi đau rất là lớn. Tại vì bản thân em sống rất là tình cảm, mà khi yêu thì em yêu hết mình, em yêu. Quen được bao lâu? Dạ quen được 7-8 tháng chị. 7-8 tháng thôi. 7-8 tháng mà rất đau, nghĩa là bạn này sống rất là tình cảm. Em còn nhớ là những lúc em đang bán hàng, đang bán điện thoại thôi, nhưng mà em biết bạn đó ở nhà đang đi chơi với một người khác á, thì em dừng cái cuộc trao đổi buôn bán với khách hàng đó, em đi vô em khóc như mưa vậy đó chị. Em không hiểu vì sao nữa. Mình chưa làm chủ được cảm xúc của mình nhiều. Đúng rồi. Cũng như là em yêu quá, là em muốn bạn đó là có một cái gì đó nó rõ ràng xác định với mình. Nhưng rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay cũng hơn nửa năm rồi chị. Còn liên hệ qua lại gì nữa không? Dạ không vậy. Một chuyện tình duy nhất đó thôi đó. Dạ không, hai. Còn ai nữa? Thì sau đó thì lúc mà em ra em buôn bán á chị. Là em bán từ vỉa hè xong rồi em mới vào vỉa hè có mái che. Rồi xong rồi em mở quán thì cũng quen một bạn nữa, nhưng mà bạn đó còn nhỏ tuổi quá, là áp lực gia đình, bạn đó không có tin tưởng vào tình yêu, cho nên là bạn đó muốn dừng lại. Chứ thật sự em quen thì chỉ có người khác là bỏ em thôi, chứ em chưa bao giờ bỏ người ta. Nói chung là hai mối tình. Dạ. Em nghe câu chuyện của bạn này em có suy nghĩ gì không? Theo em thì bạn sống rất là tình cảm và bạn chủ yếu thiên về cảm xúc của mình nhiều hơn là lý trí của mình. Và em cảm thấy bạn ấy cũng rất là thương người mình thương. Một người khá là chung tình nữa đúng không? Thế còn em đã come out câu chuyện của mình với gia đình chưa? Dạ, hiện tại thì em chưa có come out với lại gia đình. Nhưng mà tất cả mọi người xung quanh của em thì ít nhiều gì cũng có thể đó là biết về giới tính của mình. Ba mẹ biết không? Hiện tại thì em chỉ ở với mẹ. Ở mẹ là mẹ biết không? Hai mẹ con thì cũng tâm sự nhiều khi thì mẹ của thì cũng biết một phần nào đó thôi chứ không hẳn là biết hết. Có nào mẹ hỏi thẳng em không? Là con có bạn gái không? Thì có khi nào mẹ đặt vấn đề như vậy không? Nhiều khi thì là mẹ chỉ là hỏi là có quen bạn này hay không? Có quen bạn kia hay không? Đi chơi bạn này như thế nào? Đi chơi bạn kia như thế nào? Chứ mẹ cũng không hỏi thẳng là giới tính của mình là như thế nào. Bởi vì em biết là dù tất cả như thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng là người mà ở bên em cho dù em là như thế nào.
Rồi, coi như là hai bạn đều là những người chưa chính thức come out với gia đình. Nhưng mà có thể mẹ em ở gần với em thì mẹ em còn hiểu, có thể là cũng biết loáng thoáng, nhưng mà người ta không hỏi, không đề cập. Về tình trường thì em như thế nào, trải qua mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua được hai cuộc tình. Bao nhiêu năm? Cuộc tình thứ nhất thì là 2 năm và cuộc tình sau này thì là 1 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ, cuộc tình thứ nhất thì bạn ấy qua đời. Chia buồn với em là chuyện qua rồi ha. Còn người thứ hai? Dạ, cuộc tình thứ hai thì sau này thì bạn ấy đi du học thì em hai đứa thì ít liên lạc xa bằng cách lòng nữa. Nhưng lúc yêu nhau là mình có ở sống chung với nhau không, hay là em vẫn ở với mẹ là chỉ gặp nhau rồi đi về về thôi? Dạ, em chỉ ở chung với mẹ thôi. Còn ví dụ giống như là khi nào mà có đi chơi hoặc đi đâu đó thì hai đứa đi chung. Tại vì em thì lúc nào cũng muốn là khi mà quen một người nào đó thì mình có nhiều thời gian cho người ta. Rất nhiều gì đó mà bạn bè hoặc người thân của mình đều biết đó là bạn ấy còn tồn tại. Vui vui xíu đi, đừng buồn nữa. Bây giờ là em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai bên cạnh mình là người như thế nào? Em muốn tìm một người có thể là chín chắn trong công việc. Quan trọng là thương mình, có ý nghĩ là sẽ muốn lâu dài gắn bó cùng mình. Nếu lâu dài, cái từ lâu dài của tụi em là sao? Ví dụ như bây giờ một mặt trai bạn gái thì chị sẽ tường sẽ hỏi là quen nhau bao lâu thì tính tới kết hôn. Thế nhưng bây giờ hai bạn thì chị hỏi là ý em cái từ lâu dài của em là em muốn như thế nào? Lâu dài ở đây tức nghĩa là mình có thể gắn kết với nhau, không phải là khoảng thời gian 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, mà quan trọng là mình luôn tồn tại trong trái tim của người đó. Bao giờ thì mình sẽ về chung một nhà? Khi mà sự việc của mình, công việc của mình hoàn thành tốt và mình có thể chăm lo được cho cuộc sống của lứa đầu thì mình sẽ về chung một nhà. Thế còn em? Dạ, em cần một người là đừng quá vô tâm. Có thể là đánh em, chửi em hoặc là bất kỳ gì, đừng, nói chung là đừng im lặng là được. Để làm chi? Ví dụ như khi mà mình quen nhau á, chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. Quan niệm của em thì có một cái quan niệm á là tình yêu á, đã yêu rồi á, nếu mà có rách á thì mình vá chứ đừng bỏ. Rách là vá chứ đừng bỏ. Đây là một cái câu cũng rất hay, rất là tình người, rất là nhân văn. Bây giờ hai bạn thử đoán nhau đi, đoán về ngoại hình nhau coi như thế nào. Nãy giờ mình trò chuyện rồi đó. Em thấy bạn bên đây cũng dễ thương. Em nghĩ chắc cũng tròn trịa hơn em. Sao biết tròn trịa? Có đúng là có cái cảm giác như vậy. Tròn. Tại vì em cũng thích tròn trịa. Thích tròn trịa. Mắt mũi miệng da dẻ. Em nghĩ là bạn làm về thẩm mỹ thì chắc bạn da trắng đẹp. Dạ. Còn em đoán ảnh như thế nào? Em nghĩ là chắc anh này cũng có thể là một người hơi cao tí xíu. Cao. Và cũng rất là chững chạc trong suy nghĩ. Và khi mà ảnh đã có mở một quán trà sữa thì em nghĩ là anh này cũng về ngoại hình thì cũng khá là bảnh bao. Trời ơi, sao ủa bán trà sữa là bảnh bao hả? Dạ, tại vì là uống sữa nhiều á phải không? Khi mà mình đã làm chủ rồi thì mình cũng quan tâm về người ta làm chủ từ hồi từ vỉa hè luôn đó. Người ta từ cái quán nhỏ, quán cóc vỉa hè phải không em? Dạ. Rồi mới vô vỉa hè có mấy che, giờ ta mới mở được cái quán. Đố em biết ảnh mặc đồ gì? Đoán thử coi cái style của ảnh là cái style ăn mặc bữa nay như thế nào. Chắc có thể là quần tây hoặc áo sơ mi. Rồi, xin mời hai bạn sẽ cùng nhau nhìn qua cửa trái tim để xem cái dự đoán, cái linh cảm của mình hôm nay có đúng hay không nha. Anh gửi tặng em. Cao dữ ha. Ủa, thằng bên này cũng cao mà. Hai đứa cao đều à. Bên này cao hơn chút rồi. Cái đó là cái dự đoán của mình. Khi cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc của hai em như thế nào? Cảm xúc em thì nhận thấy các bạn có cũng dễ thương. Nó đúng với cái dự đoán của em được bao nhiêu phần trăm? Khoảng 70-80% chị. Còn em? Cảm xúc của em thì khi mà nhìn anh thì cũng giống như là những gì mà em đã suy nghĩ trong đầu. Vậy luôn á hả? Em nghĩ ra được vậy luôn hả? Hay dữ vậy ta. Rồi bây giờ tặng quà xong rồi ha, bây giờ mình mới trò chuyện một chút xíu. Đối với em thì sao biết, nhưng mà đối với anh á thì khi mà yêu á, anh là yêu hết mình, anh yêu bằng cả trái tim. Và khi yêu á thì mình sẽ lập ra một kế hoạch để cả hai cùng nhau phấn đấu, cùng nhau vượt qua khó khăn, chứ không phải thấy khó rồi nản, hoặc là nhiều cái mối quan hệ khác nó tác động, nó làm cho cái tình cảm mình nó rạn nứt đi. Em thấy sao? Quan điểm của em á thì em sống nghiêng về lý trí nhiều hơn là con tim. Thì em á thì khi mà đưa ra một quyết định nào đó thì em sẽ suy nghĩ tới mình, cái hướng hoạch định cá nhân của mình là như thế nào, quan niệm tương lai của mình là ra sao và mình cần một người như thế nào. Hôm nay đến đây là cái duyên mình gặp nhau để mình có cái cảm xúc, trò chuyện một số những cái thông tin cơ bản thôi ha.
Bây giờ Duy Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái. Tới giờ ăn trưa rồi quý vị ơi. Mời hai bạn thưởng thức một món ăn có tên gọi là Khan Phẹt. Đây là món cà ri đỏ vịt quay. Đây là món ăn đặc trưng của người Thái ha. Công thức á, là sốt ướp vịt quay hòa quyện với sốt cà ri đỏ đặc biệt, cùng một số phụ liệu như là cà chua bi nè, trái khóm nè, rau quế nè, ớt sừng, tạo nên một món ăn rất là đặc biệt. Món này thì có thể ăn kèm với cơm trắng hoặc là cơm nếp hoặc là bánh mì. Rồi xin mời hai bạn vừa thưởng thức món ăn ngon vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Sáu tháng nếu hợp nhau thì anh sẵn sàng về ở chung. Anh rất là có chí hướng. Anh chỉ sợ là sau lưng anh không có một cái điểm tựa để những lúc anh làm việc mệt mỏi á, anh về tâm sự chia sẻ thôi. Anh không sợ thất bại, anh không sợ mình thiếu nợ, anh không sợ mình nghèo. Anh chỉ sợ là trên cái đường đi của mình chỉ có một mình thôi. Nhưng mà nãy giờ chị lắng nghe câu chuyện của hai bạn thì chị thấy có một cái điểm như thế này. Bạn này thì là một người trưởng thành, đã va chạm cuộc sống, ra ngoài ở riêng, bạn ấy tự quyết định được cuộc đời của bạn này. Nhưng mà chị cảm giác em là kiểu giống như là mình đang còn sống với sự trong gia đình, mà hai bạn đều chưa come out với gia đình hết. Thì không biết em có lo lắng ngại khi là cái chuyện mà để ra ngoài mà ở riêng với một người khác, thì theo em với gia đình của em với mẹ em thì em có dễ thực hiện được điều đó không? Ở mức độ mà chín mùi thì em... Là em sẵn sàng dẫn bạn trai em về giới thiệu với mẹ. Cho nên chị nghĩ là sau chương trình rồi tụi em cũng nên, này là cá nhân chị, nên tìm một cái cơ hội, cũng nên phải chia sẻ tâm sự với ba mẹ của mình trước, để mà nhiều khi đừng có đặt người lớn vô cái thế mà bị sốc quá, cũng tội cho ba mẹ của mình, tại vì không ai mong muốn con mình như vậy. Cho nên chắc chắn khi ba mẹ mình biết là phải sốc là đương nhiên rồi, không thấy nào mà không sốc được hết á. Tại vì thật sự bạn này là đã ổn định công việc, đã mọi thứ rồi, muốn có một cái người dùng 6 tháng 1 năm. Chứ nhiều bây giờ ví dụ chờ em biểu ảnh là phải chờ em 3-4 năm nữa đã em mới dám nói với ba mẹ, hay muốn dám gì thì hơi lâu, hiểu không? Đối với bạn thì em nghĩ dễ, còn đối với em á thì năm ngoái thì mẹ em cũng đã có nghi ngờ rồi. Nghi ngờ rồi? Dạ. Vì anh trai của em á, anh họ của em á, thì cái mối tình đầu nó cũng có về đưa hình á. Em cũng cố gắng là để riêng tư nhưng mà không biết sao anh biết. Thì cũng đưa hình là gia đình cũng nghi ngờ rồi. Nghi ngờ rồi mà chưa hỏi. Rồi nghĩ em bị bệnh nữa. Thì đó thì đến đưa đặc em... biệt ba mẹ em dưới quê nữa là nghĩ bệnh là chắc rồi đó. Cho nên bạn này bị stress là cũng đúng, có cái lý do. Nhưng mà chị lại không lo lắng bên này nha, chị lại lo lắng bên em. Tại vì bên em là mình đang sống với mẹ luôn, trong nhà luôn. Mà thôi chứ, chứ tới lúc hai bạn yêu nhau rồi thì hai bạn cũng sẽ tự tìm cách giải quyết hết à. Ngoài cái điều đó là cho cả cá nhân của mình ra một tìm một cái người bạn đồng hành. Thế em được có mong muốn muốn được công nhận giống như là những cái cặp đôi nam nữ bình thường khác không? Dạ có á chị. Em muốn đề ra một cái kế hoạch. Cái là mình sẽ tìm một người phù hợp, quen khoảng 6 tháng đến 1 năm. Rồi về chung một nhà, rồi mình tự tổ chức một cái đám cưới. Thì trong cái khoảng thời gian đó, mình sẽ tìm mọi cách để mình come out với gia đình, để mình được thuận lợi nhất có thể. Rồi em còn nghĩ tới là mình sẽ sinh con bằng khoa học đó chị. Phương pháp mang thai hộ nữa. Có nghĩa là nghĩ nhiều dữ vậy, kế hoạch dài dữ vậy đấy hả? Vì Tường cũng sẽ cố gắng chúc cho những cái ước mơ của em thành hiện thực. Nhưng theo vì Tường biết là hiện tại về luật là mình cũng chưa được, trên giấy tờ là cũng chưa được, với cộng đồng LGBT là vẫn chưa được, đúng không? Pháp luật chưa cho phép. Pháp luật chưa cho phép. Ok, thì Tường cũng hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ từ từ thực hiện được tất cả những ước mơ hoài bão của mình. Riêng em là Tường khuyên em là không có gì phải tự ti mặc cảm hay là bị
tự kỷ trầm uất như vậy rất là nguy hiểm nha. Phấn chấn lên, trời ơi tương lai còn dài ơi là dài, mới có hai mấy tuổi à. Rồi kinh doanh để ổn định kinh tế của mình, yêu thì cũng yêu hết mình nhưng mà điều cũng phải có một chút lý trí vô trọng. Rồi mời hai bạn bóc vài cái câu hỏi của chương trình nè. Bạn bị bịt mắt, hãy tự tìm đến đối phương, sau đó sờ và cảm nhận hình dáng mà đối phương đang tạo rồi thực hiện lại cái dáng đó. Bây giờ sao? Bây giờ em muốn giờ cho bên đây có vẻ yếu liễu yếu đào tơ hơn nè. Dạ em muốn em là người bịt mắt hay em là người tạo dáng? Em muốn là người bịt mắt. Em muốn là người bịt mắt. Rồi. Đứng sẵn đi, chừng nào chị bịt mắt xong cái đã. Được chưa? Rồi, đi qua đây, chị Tường dẫn qua. Rồi, rồi đi, mò đi. Làm phải giống y chang nha, giống như hai cái tượng giống nhau vậy tôi mới chịu nha. Giống không quý vị? Rồi giờ mở mắt ra cho coi, để y nguyên à, y nguyên vậy, tôi mở mắt ra cho coi giống được nhiêu phần trăm. Nhìn đi. 90 cái tay, ta thẳng tay ông công quý vị. Chiến này là cam ao banh 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 chành luôn nè. Kiếm tôi rồi mắng vốn đổ thừa tôi cho trời. Rồi mời em bóc một câu hỏi. Bóc lớn lên. Hãy thể hiện ba tài năng mà bạn dở nhất. Không sao đâu. Không sao đâu em, ta ủng hộ tinh thần. Anh cũng không có tài năng gì hết. Dạ vậy thì em xin hát một bài. Rồi mời em. Vỗ tay vỗ tay. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn thật gần yêu em, cùng nhau đi đến chân trời. Này nhỏ nhẹ ghê ha, tướng nó bự con mà nó nhỏ nhẹ thấy sợ luôn vậy đó. Rồi cái thứ hai là cái gì? Biết múa gì không? Đừng ra đây nói đông mi, không có gì. Đây là cái gì mà em dở nhất? Khó quá, trời qua đi. Không có, ừ, bỏ qua là em phải làm giùm mà, mới có một à, tôi cần ba điều lớn. Bây giờ nè, trong anh đây suy nghĩ điều thứ ba, em hỗ trợ người ta cái thứ hai đi. Nhảy đi, bây giờ ra nhảy nè, đó, ra đó, đứng nhảy đi, trời giúp đỡ người ta đi, người ta chân yếu tay mềm. Ở đây lo ngồi suy nghĩ đi nha, cái thứ ba đó. Phải không nhảy gì em... Ê, tôi không ngộ không gì đó. Cấm cười đó, người ta giúp đỡ mình đó. Rồi nhảy đi, trời ơi thanh niên tự tin lên, ừ. Là xấu nhất là tệ nhất. Nhảy đi. Trời đẹp trai quá trời, đâu có xấu gì đâu. Rồi chỉa đi, bắn bắn đi. Trời ơi, không được mà thả đi. Chết không ghê. Suy nghĩ về điều thứ ba chưa? Giờ làm gì đây? Vậy thôi nay làm luôn đi, hát tặng cho mình này một bài đi. Vậy thì em người miền Tây thì em cũng hát một bài về miền Tây. Miền Tây ơi, giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng. Em quên rồi chứ. Trời ơi, tôi chán hai ông nội này ghê luôn á. Em muốn xin cái lời để em hát được. Giờ không được là phải bóc cái khác nữa, mà bóc cái khác khó nữa luôn á. Dạ, cho bóc cái khác anh chơi. Bóc cái khác. Nãy giờ em chưa làm được, cho em bóc lại đó. Một dây dài cho người mình. Rồi, đứng qua đây. Mốt buộc mỗi ngày luôn đó. Rồi. Thôi về chỗ đi, chán hai ông quá. Rồi bây giờ nè, một câu hỏi cuối cùng nè. Nhìn hai bạn nhìn nhau 30 giây. Hồi nãy giờ mình có thời gian tâm sự với nhau rồi. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Còn ai muốn nói điều gì với nhau nữa hay không, trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò này hay không? Chỉ còn một ít phút nữa thôi thì sau khi mà hết chương trình thì em mong muốn rằng nếu không phải là tình cảm thì mình vẫn có thể làm bạn trên con đường. Thì đến đây anh cũng giống như em vậy đó. Anh cũng muốn xác định một cái mối tình lâu dài. Chỉ là ở em cảm nhận của anh như thế nào thôi. Tình cảm là cả hai cùng vun đắp, chứ không phải là bản thân anh đơn phương em hoặc là ngược lại như thế nào. Mình hãy dùng con tim đi, đừng nên dùng ý chí nhiều quá. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta ấn mạnh vào cái nút bấm này. Nếu không đồng ý hẹn hò, chúng ta lấy tay ra, chúng ta chỉ là bạn. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Sao không bấm? Ủa em bấm rồi mà nó không cháy.
Em bấm cái kiểu gì vậy? Cái nút người ta ở đâu mà ông bấm gì chọc ở đâu vậy? Em bấm ở hơi thấp rồi đó. Rồi bấm rồi, bấm lại coi. Đó, rồi hồi nãy em bấm gì mà em chọc rồi lưa tà la vậy? Bây giờ rút cuộc là có bấm hay không bấm? Dạ có. Khẳng định lần nữa có bấm hay không bấm? Dạ có. Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Cũng chơi tung quả mù đồ quá ha. Xuyến đôi vừa rửa ha, này sang qua cho này chút xíu nha. Về đừng cho uống trà sữa nữa nha em. Dạ. Mập lắm à, cho exercise tập thể dục đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Trời, ông làm như con gái mới lớn vậy đó, thiệt khổ ghê luôn vậy đó. Đây, gửi tặng cho hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây xem những bộ phim tình cảm với nhau ha. Hy vọng tụi em sẽ dành thời gian để mà mình quan tâm với nhau nhiều hơn, để có một cái người chia sẻ với nhau trong cuộc sống giống như là cái mong ước của hai em. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc hai em cũng come out thành công với gia đình. Chị hai đứa em bao nhiêu tuổi? Đúng kìa. Chị đón nha, hai đứa cưng khoảng chừng chắc 20. Tầm 19-20. 19-20 hay 18, cả đó 20 đủ lại, 18-20. Dạ em 21, em 25. Trời ơi, mày nói sai rồi. Em thấy mấy bạn ở Bách Hợp á, trẻ ơi là trẻ. Trẻ bao nhiêu cặp rồi, rất là trẻ so với tuổi của mình. Đố anh chị là em với lại bạn này là ai kèo dưới ai kèo trên? Sao đố hoài vậy? Bà được lên một cái đố hoài cho ông. Rồi ai kèo dưới ở trên phải không? Dạ. Cái người đố này kèo trên. Lại sai rồi. Ở đây kèo trên hả? Không. Dạ. Trời kèo trên là ở đây nè. Không, đây. Em có cảm giác là cả hai người đều kèo trên. Ở đây kèo trên, áo vàng kèo trên, áo trắng là kèo dưới. Đúng không? Dạ đúng rồi. À. Thường thường mà ai đố kiểu đó là người đó phải nằm kèo trên mới mở miệng đố. Trời ơi, đi kèo dưới người ta làm như là đố làm như tôi tưởng chứ ở đây kèo trên tôi bắt thua. Trời ơi trời. Rồi còn gì đố nữa không em? Dạ không. Đố thêm cái cho ba lần, thua hết ba lần đi. Chưa nhận hết vô rồi đố MC là MC thua hai lần chóng mà. Rồi. Đố gì nữa đi. Hai bạn em là một cặp đôi đúng không? Dạ, cho đúng. Anh nghe về câu chuyện tình yêu của hai đứa đi. Hai bạn quen nhau từ lúc nào? Dạ hai em quen nhau là ngày 3 tháng 12 năm 2016. Đến hiện tại bây giờ là 2 năm 3 tháng 21 ngày. 2 năm 3 tháng hả cưng? Dạ. 2 năm 3 tháng 21 ngày. Trời nhớ chính xác vậy đó hả? Có nhớ dây không? Dạ. Nó nhảy nhanh quá. Nhảy nhanh mới chưa kịp ghi trong cuốn từ điển rồi. Dạ. Cơ duyên nào đem hai em đến với nhau? Là hai đứa em là lúc đó là đều là những mảnh ghép mà không hoàn hảo, đều bị chia tay với mối tình nên là đau khổ. Em mới thấy bạn á đăng tút lên trên Zalo á, tâm trạng giống như em nên là em mới vào an ủi, bình luận an ủi, xong rồi hai đứa nhắn tin qua lại bình thường như bạn bè bình thường thôi. Rồi một ngày bạn hẹn gặp em ở bạn ở Bình Dương còn em là ở Sài Gòn. Bạn mới lên Sài Gòn là hẹn gặp em lúc 12 giờ. Xong 12 giờ. 12 giờ đêm. Hẹn cái giờ gì ngang trái vậy cưng. Cái giờ mà ta ngủ ngon giấc rồi hẹn người ta 12 giờ đêm sáng, 12 giờ sáng á. Rồi 12 giờ đêm từ Bình Dương chạy đến 12 giờ đêm. Ôi em gan quá ha. Cái gì mà. Ý là mình giống như mình giờ trong lòng nghĩ thôi giờ hứng đi đi hẹn đi. Chứ cũng không biết có chịu ra mặt không. Cũng nói chung là sợ phía rồi làm phiền bạn mà ta. Lấy điện thoại điện luôn. Không đi lên luôn chứ gọi điện làm gì nữa chứ. Nhưng mà phải hẹn trước mới chạy lên chứ chờ sao em ngang lỡ em chạy lên tao không ngang sao. Mà hẹn trước lúc đó em điện thoại tắt nguồn nữa. Lên tới nơi điện thoại em tắt nguồn nữa. Rồi sao gặp được nhau? Cái em bật nguồn lên là đúng là lúc điện luôn là tới rồi nè là ráng mà chạy ra. Là hết pin cút nguồn luôn rồi đó. Hết pin mà điện thoại để lâu quá nó sạc là đừng chút. Rồi vừa mở cái nguồn lên là mình kia gọi vô liền tay. Hiểu chưa? Chứ điện thoại hết pin sao mà có lại được. Vậy là có duyên với nhau. May mắn hơn ha. Dạ. Cũng nhờ cái phút chót của cái điện thoại mà hồi phục pin á, em mới điện vô chứ mà là em đi tự cho xe về ha. Ủa từ lúc nói chuyện với nhau tới lúc gặp nhau là bao nhiêu lâu em? Là bao nhiêu lâu hai bạn quyết định gặp nhau? Một tháng. Dạ cũng tầm đó. À, một tháng. Dạ. Đó đúng cái gì? Một tháng là gặp nhau hả? Dạ. Rồi hai người quen bao nhiêu lâu rồi hai người hôn nhau? Một cái hôn đầu tiên. Dạ quen là hôn liền luôn chị. Hôn liền là ngày luôn là ngày hôm đấy luôn. Là làm người yêu là hôn liền. Bao nhiêu lâu quen? Dạ 2 tháng. Hai tháng tìm hiểu 2 tháng là quen nhau. Quen nhau là hôn luôn cũng kỹ chứ bộ 2 tháng đó chị.
2 tháng là tìm hiểu. Là đúng rồi, là có nghĩa là không, tại lúc đó là em cũng chưa quên người yêu cũ. Mà đây là lần đầu tiên gặp em là thích em luôn. Thích liền à? Là về thầm ôm trụng nhớ vậy, nhớ nhung hoài luôn. Nhắn tin làm phiền em hoài luôn. Em đi làm là 6 giờ sáng mà nhắn tin tới 2-3 giờ sáng em kêu ngủ đi trời cho tôi đi làm nữa mà nó không chịu ngủ. Nhắn tin hoài luôn, nhắn tin tới sáng không cho ngủ. Cứ nhắn tin hỏi này hỏi kia rồi tâm sự. Cái em nói trời ơi ngủ đi cho tôi đi làm. Nó không chịu đâu, không chịu đâu. Nó nhõng nhẽo, nó không cho em ngủ luôn. Kèo trên mà nhõng nhẽo là sao? Không chịu đâu, không chịu gán chịu. Sao nói vậy? Rồi em cũng có thích người ta. Chiều em theo đúng không? Em mới nhắn tin tiếp nhưng không thích được. Cho thì hắn úp xuống luôn là ông bên này cũng phải ngưng thôi. Mày thấy ông này ông cũng thiệt hà. Ông này thấy tội nghiệp không? Dạ đúng rồi. Sau này gặp nhau á. Rồi cũng siêu lòng. Dạ. Là siêu lòng một cái là bữa nhắn tin cho em nói là ăn gì chưa? Em nói là chưa. Ăn gì chưa vậy? Dạ em chưa. Em nói chưa ăn. Không có em ăn gì chưa hả? Không, lúc đó là xưng nhau bạn bè thôi. Bạn ăn gì chưa? Dạ đúng rồi. Không có anh em gì đâu. Ừ. Xong rồi nhắn tin là cái em mới trả lời là chưa ăn gì hết. Là không thấy trả lời cho em luôn. Là em tưởng là chắc bận rồi hay gì cái ngủ mất. Lát mở mắt dậy thấy có một hộp cơm, đem tới một hộp cơm cho em. Là chạy từ Bình Dương lên Sài Gòn xong rồi trong túi chỉ có 40.000 mà không có xe luôn. Mượn xe bạn bè đi. Cái này liều quá chị ạ. Muốn thể hiện tình cảm đó. Thì làm cho mình kia xúc động, cái này cũng là chiêu. Nhưng mà liều quá chị ơi. Nhưng mà thật sự là có tình thương trong đó. Dạ đúng. Thương quá, thích thương quá, mà chạy thương lên. Nhưng chính vì cái hộp cơm đó, ăn đi rồi xong rồi thương người ta. Chê luôn á. Cơm tấm mà mua từ Bình Dương chạy đây là ngủ nhát đó. Nhưng mà ăn vẫn ngon. Buổi tối khuya đó chị. Dạ thì tình thương đó. Wow. Rồi ăn hộp cơm đó là coi như là dính luôn đó. Là bùa yêu ăn đó. Hộp cơm đó là cũng có cảm tình rồi. Thấy người này cũng thiệt thà, đáng tin. Nhưng mà sau này á có hộp cơm không mà đáng tin là hơi bị dội vàng nha. Sau này xuống ở chung rồi em mới thương. Xuống ở. Rồi ai quyết định là sẽ giang riêng ở chung với nhau? Người nào là người quyết định cái điều đó? Dạ người này. Tại vì lúc đó là em vẫn còn đang bị người yêu cũ là Làm phiền đúng rồi. Xong là người này mới nhắn tin là kiểu như ghen á, ghen thầm á, vẫn chưa nói là thích em mà vẫn ghen. Ghen sao? Ghen cái kiểu như là khó chịu. Đúng rồi. Đi xuống dưới này với tôi đi, đừng ở trên đó nữa. Tôi thấy vậy tôi khó chịu lắm. Cái em cũng đồng ý xuống. Nói xuống lo cho em đi kiếm việc làm cho em, chở em đi làm. Xong em mới tin em xuống. Sao em dễ quá vậy em? Có khi dụ em sao? Đúng rồi, dụ em á. Ủa vậy hả? Tại vì xuống đâu có xe đâu. Rồi, ủa không có xe thì hai đứa di chuyển đi làm đi. Là đi mượn bạn. Lúc đó khổ lắm rồi. Lúc đó khổ lắm. Không có xe, không có tiền gì hết. Rồi hai đứa sống như nào? Lúc đó là em vừa nghỉ công ty á. Là còn có lương trên công ty. Cái lương cuối cùng em nghĩ là còn có. Còn bạn này là không có luôn. Là đi bán hàng online được ngày được đồng. Còn ngày thì không có ai đặt thì không có tiền luôn. Lúc đó xuống thì bạn này khó khăn lắm. Kiểu như là đi mua đồ ăn á. Là cũng mua nợ. Mua nợ là ăn không có nợ, không có tiền. Đúng rồi. Ăn à. Mua nợ ngoài quán người ta là 3 triệu á. Em xuống là em lấy tiền đó em lo em trả nợ cho. Wow. Xong rồi lo kiếm việc làm. Mới đầu là kiếm việc làm là khó khăn là công ty không tuyển tomboy, không tuyển tóc ngắn. Là đi kiếm vô mấy cái trung tâm mà giới thiệu việc làm á. Xin làm được công ty kia, nó nhận đúng 8 ngày là thôi. Hết hàng nó không cho làm nữa, đuổi. Là nhận đúng cái lương đó là lo ăn, lo uống xong kiếm được cái công việc là làm quán nhậu. Hai đứa vô làm lương trời người ta tốt bo ba con người sao không nhận, mấy người này kỳ quá thật sự luôn á. Không nhận nhiều người ta nhìn không có hợp mắt kỳ, người không hợp mắt cái gì người ta làm việc được thôi chứ tự nhiên không hợp mắt sao mới là hợp mắt. Không, ý em bảo là ở ngoài xã hội á, nhiều người ta không nhìn xã hội người ta rất kỳ đó. Thật sự rất là kỳ cục, rất là kỳ cục thật sự. Đưa đẩy người ta tới một con đường, người ta làm được việc được rồi, chỉ là khi cho người ta làm, nếu người ta làm không được việc cho người ta nghỉ đúng không. Chờ tự nhiên là đi xin là hoa nhận hả? Dạ. Khó lắm, tìm hoài không được. Rồi nghiệp mấy đứa này dễ sao. Hai em làm quán nhậu trong bao lâu? Dạ cũng được hơn năm. Ồ, hơn một năm là làm chung với nhau, đi đi về về có nhau vậy. Dạ đúng rồi. Rồi cuộc sống lúc đấy đỡ hơn không em? Dạ cũng đỡ, nhưng mà bạn này thì bản tính người quá nên là bị lừa hoài à. Tới giờ em xin được việc làm chưa? Dạ em thì đi làm quán nhậu chung.
Còn bây giờ là hai đứa làm chung một quán. Bây giờ dạ. Không, bây giờ em làm công ty rồi. Xin được rồi. Dạ, em làm lâu rồi. Bây giờ mới xin được đúng không? Chứ trước là xin không được. Lúc trước hình như là giống như là lúc đầu nó không nó, mình vẫn đem hồ sơ vô vẫn nhận, nhưng giặt hồ sơ ra hay sao á, nó chề mỏ này kia rồi nó khó chịu. Cái nó cũng im im cũng nhận cho mình. Cũng nhận xong rồi vô phỏng vấn á thì nó nói khó là chịu lắm, không nhận tóc ngắn. Dạ. Rồi bây giờ sao? Giờ thì có rồi. Giờ có nhiều công ty nhận mình rồi. Bây giờ là đỡ rồi đúng không? Dạ. Là thoáng rồi đúng không? Dạ. Vài năm trước là không nhận. Đúng rồi. Bây giờ tại vì có mấy cái công ty mong mới là được thêm giống như là có nhận, có công ty nhận, công ty không nhận. Nhưng khi vô làm nhiều khi nó không thích mình, nó cũng kiếm cớ cho mình đuổi mình. Vậy thôi. Nhưng bây giờ em làm được bền đúng không? Dạ. Bình thường đúng không? Dạ. Rồi hai người bây giờ quen nhau cũng được vài năm rồi đúng không? Dạ. Thì có cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy mình không bao giờ quên được không? Vui hay là buồn cũng được. Kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất? Dạ, nhiều lắm. Đáng nhớ nhất. Bây giờ nhớ cái kỷ niệm nào nhất đi. Một cái kỷ niệm này, một cái kỷ niệm đẹp và một cái kỷ niệm buồn. Ừ. Mình chia sẻ với mọi người. Kỷ niệm đẹp nhất với em là hai đứa đi Đà Lạt. Ừ. Hướng từng chân mặt đó. Đi du lịch thì cũng cứ coi là vậy. Ừ. Kỷ niệm nào mà buồn nhất của hai người? Buồn nhất. Buồn thì nhiều lắm. Cái xin việc làm không nhận là một. Đúng rồi. Rồi cái gì nữa? Bị lừa. Giới thiệu việc làm lừa mà còn bị lừa nữa. Lừa tình lừa tiền. Dạ. Tin tưởng người ta có người ta lừa. Ý kể chi tiết cái cú lừa đấy được không? Lường sao, thí dụ vậy. Để cho mọi người biết, mọi người tránh. Mới đầu là em đi vô trung tâm giới thiệu việc làm á. Cái nó điện em lên tới thành phố. Cái xong rồi nó kêu em đóng tiền. Nó bảo là làm đây là lương tháng là 8 triệu, 10 triệu gì đó. Nó không nói rõ. Cái xong rồi em lên tới, nó bắt em đóng tiền trước. Rồi xong kêu em đi về Thủ Đức lấy quần áo. Rồi xong đi tới cái chỗ xin việc là ngay Âu Bình Dương. Cuối cùng vô hỏi á, bảo vệ cũng không nhận em luôn. Nó bảo em tóc ngắn không nhận. Rồi thêm cái là xăm này kia không thích. Rồi lương thực tế luôn chỉ có 5 triệu bạc thôi. Không có tới 8 đến 10 luôn. Là em về em lại mất tiền mà thêm mất tiền đồ nữa. Lúc đó em nói chung là không còn tiền luôn. Mình phải nợ đó. Mà bị lừa nhiều lắm. Hai đứa làm quán nhậu được ít tiền á. Dồn lại mua cái xe cũ. Mua xe cũ để đi mà bị lừa tiếp. Đưa cho người ta 5 triệu lấy cái xe quay mà cũ của người ta đi lại rồi đó. Xong lấy về là đi không được luôn. Đi không được em gửi lại trả cái xong. Nó bắt em đưa lại, nó đưa lại cho em có 4 triệu thôi. Nó lấy 1 triệu. Nó nói là không gầy, mấy đứa em chạy xe của anh Hư. Em cho mình chạy thử, khi mua nó nói cho mình chạy thử một tuần. Tại mình mua xe cũ lại mà. Em chưa có tiền mua xe mới. Giờ lỡ rồi biết sao, giờ cũng phải nén cầm 4 triệu đi năn nỉ người ta mua chiếc xe khác ổn hơn xíu. Lúc đấy gia đình của Ý đâu, gia đình của em đâu? À, nói chung là ba mẹ em ly thân, nên là em thích tự lập hơn. Cứ sinh hoài cũng không tốt. Bố mẹ em ly thân với nhau lâu chưa em? Dạ mười mấy năm rồi. Lâu lắm rồi. Là em sống với ai hả? Dạ hồi đó thì em sống bà nội. Em tự lập nói chung là 14-15 là em đi lên thành phố làm rồi. Là một mình đi lên thành phố vậy đó? Dạ không à, em đi chơi thể thao. Rồi trong trường nó tuyển lên huyện, huyện tuyển lên thành phố, rồi xong lại tuyển lên quận nhất luôn. Ủa chơi môn gì em? Dạ bóng đá. Wow, bóng đá hả? Lúc trước mập lắm anh, tại giờ ốm rồi. Rồi gia đình của em, mọi người có hỗ trợ gì cho em không? Dạ có. Mẹ, ba mẹ em thì biết hết, nên chấp nhận. Là nhà em cái chuyện đó là dễ lắm. Dễ? Dạ, nhẹ nhàng lắm, không có khó khăn như những nhà khác. Nhà khác em thấy là đấu tranh để sống với chính mình rất là cực khổ. Nhưng mà em thì lại khác. Em cảm thấy là em là người hạnh phúc nhất rồi. Không cần tiền, cần bạc, chỉ cần gia đình như vậy là hạnh phúc. Nhà em có anh chị em gì không? Dạ có anh. Có anh và em. Có phải là nhờ anh em mà bố mẹ em nhìn nhận cái chuyện này dễ dàng hơn một tí không? Dạ không. Kiểu như bố mẹ em ở dưới quê luôn á. Là thường thường người ta nói là ở dưới quê là người ta khó chấp nhận lắm. Đúng rồi. Nhưng mà không nghĩ là ba mẹ em cực kỳ dễ như vậy luôn. Chắc là ba mẹ em thương em và biết em từ nhỏ vậy rồi. Năm nào đến ba mẹ em không cảm thấy là bị hụt hẫng. Vì đã biết rồi, đã nghi con mình như vậy rồi. Có nhiều gia đình ta biết con ta vậy nhưng mà ta giả bộ ta không biết. Nhưng giả bộ lơ không biết. Nên khi lớn mà ví dụ như mấy bạn này có thể hiện rõ rệt, muốn cho gia đình biết thì gia đình cảm thấy là không bị sốc. Tại vì gia đình đã biết rồi. Còn có nhiều gia đình biết con mình như vậy mà không chấp nhận, nghĩ là không phải.
cố chấp. Năm nay là gia đình bằng này là bình thường với em đúng không? Em thì lớn luôn, lớn mới phát ra. Lớn mới phát ra chứ đó là vẫn là gái bình thường hả? Hồi bé là vẫn quay con trai hả? Hồi bé là em vẫn con gái bình thường, vẫn chơi những gì chơi bình thường luôn. Xong rồi là... Ủa sao lạ lùng vậy trời? Bao nhiêu năm mới phát ra? Là lên tới lớp 11 á. Sao tự nhiên phát ra vậy trời? Không, là lúc đó tại vì trên em là trên kiểu như vùng sâu vùng xa, không có cái gì luôn. Kiểu như là lúc đó không xài internet, không biết gì hết trơn á. À. Rồi mấy cái đó đâu liên quan tới chuyện mà phát ra đâu. Thích thì thích nhưng mà mình không biết cái đó là cái gì. Mình không biết cái đó là cái gì. Chưa có thông tin về cái đó. Đúng rồi, là thích con gái giống mình. Đúng rồi, vẫn thích nhưng mà không biết cái đó là cái gì. Không biết cái đó là cái gì. Nhưng mà ngày xưa em đã từng thích con trai gạt. Có thích con trai gạt không? Có quen trai gạt? Dạ có quen. Có quen trai gạt bình thường mà có cảm xúc không? Dạ không. Không nên em mới bỏ em. À không có cảm xúc. Dạ. Không có xúc thì em phải nghi là em là một mối giới tính khác đặc biệt chứ. Xong rồi em mới coi một cái bộ phim á, là Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn. Ừ. Mới có là Phượng Đê. Có Phượng Đê với lại một người con gái ôm hôn nhau này kia, tự nhiên em thích. À. Em thích cái cảm giác giống như trong phim. Xong rồi anh em ổng cũng mua cho em một cái điện thoại cảm ứng đó. Thế em lên coi. Em lên mà em tra, em không biết tra là sao hết. Em mới tra là gái yêu gái thì nó mới hiện ra led. Rồi em nhờ một người em tải cho em cái Facebook, làm một cái Facebook là để tên con trai. Xong em mới kết bạn hết tất cả những ai là led kết bạn hết luôn. Xong cũng nhắn tin với một hai người để tìm hiểu. Thì nhắn tin với một bạn đó là tóc dài nhưng mà tự nhiên bạn đó lại làm chồng. Em mới thấy là em hỏi làm chồng mà đóng vai chồng đó. Đúng rồi, là tóc dài luôn. Em hỏi là em thấy kỳ quá, em mới hỏi bạn thì bạn nói là bạn là SB mềm hả? Mềm, dạ. SB mềm là sao? Là có nghĩa là một người chồng nhưng mà tính mềm mại đúng không? Mềm đúng rồi. SB là giống như les mà đóng vai vợ. Thấy ra không? Không. Les là có SB với cái gì nữa đúng không? SB, fam. À. Chứ cái gì mà nhiều như trời. Nhiều lắm. Không, giống SB fam là thì sẽ có top là bottom. Dạ. Đúng rồi. Kiểu đấy. Thì cái này không hiểu. Là SB với fam là SB là chồng. SB là đóng vai chồng. Dạ, fam là vợ. Fan rõ ra vợ nhưng mà là mấy người led đó đúng không? Dạ. Nhưng mà trong SB lại có thêm mấy loại phương diện nữa. Là SB mềm là làm chồng nhưng tóc dài, mềm mại. Còn làm chồng mà để tóc dài. Dạ đúng rồi. Còn SB cứng nữa là SB cứng là tóc ngắn. Tóc ngắn. Mà làm chồng. Dạ dạ. Trời sao nhiều vậy? Nhưng mà nhiều lắm. Còn cái giới của em nhiều. Giới em nhiều lắm luôn á. Cái giới chị gọn gàng lắm. Gay những giới hết. Đúng rồi. Trong giới của em á, gay cũng có chồng nữa. Có bot. Vợ mà gay cái trong giờ trò thôi rồi, với là những người chuyên giới hết. Cái này mười mấy về danh xưng ở đâu ra mười mấy gì như vậy nó điểm cho chị coi chị từ đó cho tôi thật chị bị hoang mang á. Cái gì mà bi mềm bi cứng rồi kìa. Đúng rồi. Rồi cái gì nữa? Bi mềm bi cứng. Fem là cái gì? Là vợ. Fem là vợ. Là vợ là có vợ mềm với vợ cứng không em? Dạ không. Không à? Vợ là yếu rồi, là mềm rồi, còn cứng đâu được, cứng sao đóng như vợ được. Đây nè, ví dụ như bạn này nhá, là một người nhìn rất cứng như là vợ. Tụi em là SB gay. Gay là giống như anh á, là SB gay thuộc cái đặc biệt. Đã hai đứa tóc ngắn rồi. Tóc ngắn quen nhau. Cái đó. Ờ tụi cứ hại não quá, tụi cứ không thật ra nó mà không mà hiểu. Nhưng mà tại vì trong cái giới này người ta biết mình thực sự mình chuyện ngày xưa chị nghĩ là hai người lét thì một người đóng vai vợ, một người đóng vai chồng hết. Không, cái đó cũng chỉ là bên gay của mình. Có nghĩa là anh, dạ em thấy rất là thú vị á, có nghĩa là biết là thú vị nhưng mà mình bây giờ mình mới hiểu được là cái gì nó nhiều quá nhiều vậy. Quá nhiều đi. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là tên gọi thôi. Ừ. Dạ. Đúng tại không? Vì hai đứa em cũng bị trong giới mình luôn. Hai đứa em là trong giới là gọi là cái gì? SB gay. SB gay là cái gì vậy? Là hai người tóc ngắn. Hai người tóc ngắn. Đều là SB. SB gay. Dạ. Còn bi mềm, bi cứng. À, giống như ở trong giới gay đó thì sẽ có hai người top quen nhau. Đúng rồi. Đúng không? Dạ.